hay tổ chức offline AI ở Bắc Ninh đi nhậu Có đi một anh. discount 50% nha. Offline đi nhậu á. Nghe chừng nó hơi ấy anh em ơi. Không có ý gì nhưng mà nhiều khi là cái đấy nó sẽ kiểu ảnh hưởng đến sức khỏe á, mình nhậu nhẹt các thứ này, lúc mà mình vào thi đấu ấy, nhiều khi phong độ thi đấu kém lúc đấy lại làm hại team. Nên là Khánh nghĩ là nếu mà sau này Khánh có chuyển công việc nha, chuyển công tác sang một cơ quan khác nha, thì Khánh sẽ hứa dành rất nhiều thời gian cho anh em yêu thích mình, dành rất là nhiều thời gian cho anh em viewer, kiểu như là tương tác với mọi người hay là đi nhậu nhẹt các thứ với mọi người thoải mái luôn á. Wow, Lý Bảy. Team này ép mục Player tiêu chúng nó sợ ra. Ảnh hưởng ok team ok. Huấn luyện viên trưởng hệ 8 nha. Kèo nhậu Tết với anh em GTA mặt cao 50% đã uy scan 5.000 đồng. Anh này anh vừa huấn luyện viên thì không lo, huấn luyện viên thì cứ thoải mái thôi. Huấn luyện viên thì kiểu mình giả sử nhá, một team mất tuyển thủ với cả một team mất huấn luyện viên thì team nào sẽ thắng? Nếu mà hai team đang cân bằng, tuyển thủ mà bây giờ bệnh tật thì ai vào đánh? Huấn luyện viên mà có bị bệnh tật thì cứ ngồi phòng bệnh team view cho team vẫn ban pick được, vẫn ban pick được. Discount 50% đã uy scan 5.000 đồng. Ý là anh bảo huấn luyện viên không một tác dụng. Là sao, là sao? Nãy Khánh giải thích rồi nha, chưa nghe kỹ. Khánh đã bảo là huấn luyện viên ở phòng bệnh vẫn có thể ban pick được mà. Giữ lính chiêu chi anh em ơi, lên là 4 lục. Ok. Họ nhanh các. Họ nhanh nhưng mà cái tay mình khéo anh em ơi, mình khéo, họ có nhanh nhưng mà mình có cái sự khéo léo. Mình không cần nhanh, mình cần khéo á, mình cần chuẩn xác á. Discount 50% đã discount 50% nha. Lý do gì mà anh đánh chuyên khác với Lai vậy? Lý do gà thôi chứ có gì. Thế là cũng không khác nhau mấy anh em nhở, Khánh thấy có khác mấy đâu. Rồi cái thế không dám quy lên ha, à vẫn dám à. Vẫn dám thì đi. Level của Yuri thấp quá, đâu tính như Khánh level cao đâu. Họ mới lên level 5 mà sao nghĩ mình sẽ lên được level 6. Đây là phải dám quy lên á, mới cho ăn lính á. Không dám thì khỏi ăn lính ha. Ý là nếu mà dám thì cũng ăn không ăn được ha, cũng không ăn lính được ha. Không chết mạng nào là donate một củ rồi, vô kèo. Ê, hơi khó nhá, tại game này bên kia nhiều thằng giết được Khánh nhá. Thịnh Peppa đã uy scan 10.000 đồng. Cho mình hỏi đây phải anh Levi Khánh thật không ạ? Sợ anh thật đang bị giam ở gaming hao bắt trên xuyên Tết. Ui ạ, mất cái W luôn. Discount 50% đã uy scan 5.000 đồng. Giờ anh Khánh muốn em đồn bao nhiêu? W qua tường kìa. Sao mình W qua tường nhở? Khánh tính đi qua tường thôi, Khánh ấn W qua tường thôi. Khánh đứng lại, Khánh chém chết mắt ta gì rồi. Bốn sách. Lên từ từ. Củ ha, một củ ha. Ê, biết về áp ca không? Áp ca xong rồi kiểu kêu team đầu hàng không? Ê! Được không nhở? Nói thế chứ cái thế nó phải đàng hoàng tử tế, anh em mới đánh nó phải đàn ông một chút. Đánh áp ca như thế thì hẹp. Cho luôn mạng. Chủ kèo bảo không à, rồi chủ kèo bảo không. Tất nhiên rồi, Khánh cũng không có ý định thế. Khánh không có ý định áp ca như thế. Khánh phải kiếm một clip á. AFK thế không được một clip anh em ấy. Ê, hay là clip giả bộ mất điện nhở? À, ý là kiểu mất điện thật chứ đâu có giả bộ. Giả bộ là kiểu mình giả bộ chứ trên clip thì nó phải là mất thật. Ấy da. Thịnh Peppa đã uy scan 10.000 đồng. Anh nghĩ sao về cặp nick rừng của Viking Esports, cụ thể Sopem và Optimus? Ôi à, rồi không qua tường. Cặp đấy mạnh em ơi. Mạnh đừng dừng ha. Cặp đấy mạnh đừng dừng.
Về đi là được, về là được, về là được, đừng phải chết. Hai mươi bốn sách ha. Bà chứ. Wow, Levi. Chúc anh Merch và gia đình nhiều sức khỏe. Cái gì vậy? Ông nào chúc anh Merch trong kênh Levi vậy? Vẫn giữ được nha, vẫn giữ được nha, vẫn giữ được cái mạng này nha. Wow, chỗ này khả năng có tầm nhìn cao. Né 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 ra, né ra, né ra. Ơ, qua được không? Ya, vẫn sống. Thịnh Peppa đã rescan. Cảm ơn Thịnh nhá. Anh cứ đánh như này Riot lại phải lên thêm một clip về Lady, nhưng mà là đường mít quá. Ai à, Thịnh. Thịnh cứ donate như này Khánh phải cười thêm một xíu á. Đây rồi. Cái thế. Chưa kịp đánh chết hết tên địch à? Kì á. Rồi. Solo kill. Solo kill ha. Sao mạnh vậy ba? Người ta 4 đồ rồi mà hỏi người ta sao mạnh. Ê, mình vô từ nãy là end được đúng không? Thì mình ở đây mình ngại vô á. Ê, thực ra là mình không cần vô cũng end đâu. Chưa end thôi nhá, mình không lao vô nhá, mình không có giải dột nhá. Có Jackie nhá. Đấy là những lỗi sai nên tránh khi đi đường mid đúng cô Thịnh. không có. Cảm ơn Jackie nhưng mà clip khác á. Thăm mình. Trượt. Thấy bà chưa? Ây da, cái thế TP này. Chạy cái thế. Tôi không cần biết, tôi cần về. Ây da. Bên mình tham quy là mình e nó phải hướng khác á. Tham quy mà e đúng cái hướng đấy hơi khó dùng á. Sống. Sao mình đờ trượt nhỉ? Nice. Sao mình e trượt nhỉ? Mickey đã rescan 1 triệu đồng. Arsenal. Có Mickey nhá, thank you Mickey nhiều. Cộng 1 uy tín, cộng 1 uy tín hết. Rồi.